đèn được bán chạy nhất của công ty bên mình. Hai mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal Singer xoay 360 độ Pro. Đèn sử dụng rất là tốt cho không gian từ 20 cho đến 50 mét vuông, như là phòng bay, phòng karaoke, những cái quán beer club hoặc là những cái sân khấu đi show ca nhạc lưu động. Đèn thì được thiết kế rất là nhỏ gọn thì mọi người có thể dễ dàng gieo lắp, dễ dàng di chuyển. Mọi người cũng có thể mua để trang trí cho những cái phòng nghe nhạc sôi động tại nhà cũng rất là đẹp. Đèn nó có chế độ cảm ứng theo nhạc, chạy auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMS. Giá thành của nó khá là vừa túi tiền để mọi người có thể mua kinh doanh hoặc là mua chơi tại nhà. Hiện tại mình đang quay giới thiệu thực tế tại studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa Boa L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.